có thời gian xong thì bổ sung thêm cho cô lên file bài tập, buổi sau trình bày thêm nhé. Vâng ạ. Rồi, chúc mừng nhiều đã báo cáo thành công về sản phẩm sáng tạo. Rồi tiếp theo cô mời, như vậy ba bạn đã trình bày xong rồi này, Nhật, Đạt, Hiếu rồi. Bạn tiếp theo là cô bảo bạn nào nhỉ? Huy Hoàng xong chưa? Dạ rồi ạ. Ok, rồi thế thì Huy Hoàng trình bày cô tiếp theo. Bạn lắng nghe phần trình bày sản phẩm của Huy Hoàng nhé. Xin chào cô và các bạn. Em là Đào Huy Hoàng và hôm nay em sẽ trình bày sản phẩm sáng tạo. Sản phẩm của em là phần mềm chỉnh sửa ảnh. Nó có nhiều chức năng như là mình có thể chọn ảnh, có thể chọn ảnh tăng giảm độ sáng, tương phản màu sắc nét, và có thể xoay ảnh phóng to và thu nhỏ ảnh. Mình có thể lưu ảnh. Và phần mềm của em còn có nút thoát. Và đây là bài thuyết trình của em. Rồi đấy Hoàng, để show cái màn hình đấy cho cô với các bạn nhìn. Rồi các bạn ơi, các bạn vừa xem cái lắng nghe cái phần trình bày của bạn Huy Hoàng về sản phẩm phần mềm chỉnh sửa ảnh của bạn đấy. Và các bạn cũng đang nhìn thấy trên màn hình bạn đang show là cái giao diện bạn thiết kế cũng như là các nút chức năng bạn đã lập trình được. Các nút này đều hoạt động tốt. Vậy cô xin mời các bạn đưa ra các ý kiến nhận xét giúp bạn nha. Cô mời Nguyễn Hữu Anh Minh nhỉ? À, Nguyễn Hữu Hoàng Minh. Cô đọc nhầm. Giao diện bạn làm thì trông khá là bắt mắt luôn. Các nút thì cái nút thoát bạn ấy có thiết kế được riêng lại thành cái nút thành chữ X ở trên đầu kia là có khác. Chỉnh sửa được so với bài, và bạn có thêm được các nút như là xoay ảnh thành hai phần, là có thể xoay thành trái phải và tăng giảm Rồi. được ảnh trông khá là tốt. Ok. Cảm ơn Nguyễn Hữu Hoàng Minh. Cô mời Lê Anh Minh nào. Nhận xét các bạn. Cái giao diện của bạn cũng vừa đủ mắt vừa đẹp mắt, và bạn ấy cũng có đầy đủ những cái chức năng của nó ạ. Rồi, cô cảm ơn anh Minh. Cô mời Minh Hồng nào. Minh Hồng nhận xét thêm cho cô về bài của bạn Huy Hoàng nào. Con thấy là bạn cũng đầy đủ rồi. Cũng đầy đủ các chức năng, với cả là cái rotate thì bạn nên thêm cái rotate 90 độ. À, đây bạn ấy đang để xoay. Đây bạn ấy Ờ, đang để xoay được chứ không phải rotate 90 độ. thì trong cái xoay này là mỗi lần xoay của Hoàng nó xoay bao nhiêu độ nhỉ? 30 à? 30 hay 15 đấy. Mỗi lần em nhấn xoay là xoay góc bao nhiêu đây? Mười lăm độ. À. Bây giờ muốn xoay nhanh một góc 90 độ thì bạn phải bấm nhiều lần. Ở đây thì cô thấy bạn đang lập trình cái chức năng là xoay theo hướng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Bạn đang để như vậy. Các cái icon này Huy Hoàng thiết kế lại hết à? Hay lấy trên mạng? Dạ vâng, em thiết kế lại. Dùng phần mềm gì? Em
lên cái chỗ chỉnh sửa ảnh của Scratch. À, rồi, dùng Scratch. Theo cô thì những cái chỗ label độ sáng, độ tương phản, màu sắc, độ sắc nét, em đặt cho cô cái màu nền ấy, cái background nó trùng với cái màu nền của cái chương trình này, của cả cái giao diện phần mềm, tức là cái màu xanh đậm hơn ấy. Em copy cái mã màu đấy em đặt cho cô vào thì nó sẽ không bị hai cái màu đè lên nhau ở chỗ đấy. Cái màu của background ấy, màu màu của cả cái giao diện toàn bộ cái phần mềm này này, cái màu xanh đậm. Em lấy cái mã để em copy thay paste vào tất cả những cái chỗ background của mấy cái label kia thì nó sẽ không bị nổi màu lên hai màu như thế, nó sẽ đẹp hơn, dễ nhìn hơn. Không, cái mã màu ở trên ấy, không phải màu màu của em lấy màu không tận cái lệnh trên mà em thiết lập ban đầu ấy, không phải cái background đấy đâu. Em lấy màu phía trên cùng ấy, đấy đấy đấy, cái mã đấy mới là cái màu mà mình sẽ lấy cái mã này cho thay cho mấy cái label, thì cô sẽ là nó sẽ không bị một cái lớp màu xanh gọi là nhạt hơn ở phía trên. Mấy cái label độ sáng, độ tương phản ấy. Tên chưa sửa. Ok, là button. Thì chữ của mình nó sẽ chỉ hiện chữ màu trắng trên cái nền background đấy thôi. Tức là mình sẽ có một nền thôi. Như của em thì em đang chữ của em đang đè lên trên hai nền. Các icon thiết kế như vậy là tốt rồi. Ở đây bạn ấy có cái sự sáng tạo ở đây là bình thường thì các bạn chỉ làm một nút xoay thôi. Thì thường các bạn chọn theo cái hướng là xoay theo chiều kim đồng hồ. Ở đây bạn ấy thiết kế thêm một nút xoay nữa là xoay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Thì đấy là một cái sự sáng tạo trên bài này của Minh Hoàng, à của Huy Hoàng. Thấy chưa? Thấy mất cái lớp màu thứ hai chưa? Nhìn nó dễ nhìn hơn, nó không bị hai lớp màu ở chỗ đấy. Rồi các bạn ơi, cô xin nhận xét bài của Huy Hoàng nhá. Với những cái lời nhận xét góp ý của các bạn vừa nãy thì cô cũng xin nhận xét bài của Huy Hoàng như sau. Thứ nhất là về kỹ năng thuyết trình thì bạn ấy cũng có phong thái rất là tự tin và cái sản phẩm bạn làm tốt nên là bạn tự tin. Điều này là các bạn cứ làm tốt sản phẩm của mình thì chắc chắn là các bạn sẽ tự tin khi nói. Thì phần này cô thấy là cả bốn bạn là đều rất tự tin bày được, Hoàng cũng vậy. Và về chương trình thì các bạn thấy là về phần giao diện thì cái cách bạn chọn màu ấy, cái màu sắc này với cái màu chữ thì nó cũng khá là dễ nhìn, màu cũng dễ chịu, nhìn mắt chúng bạn dễ chịu. Và một cái sáng tạo nữa là thay vì tất cả ba bạn trước đó là lập trình một cái button là nút thoát giống như cô hướng dẫn, thì bạn ấy ở đây bạn Huy Hoàng bạn đi theo cách riêng, bạn thiết kế một cái button là biểu tượng dấu x, là cái biểu tượng đóng đóng giao diện giống như tất cả các cửa sổ mà chúng ta hay dùng trên gì ạ, Windows đúng không? Thì bạn ấy thiết kế một cái button đấy đặt ở trong cái cột ba mà chúng ta đang thiết kế các nút zoom in zoom out hay là nút xanh. Thì đấy là những cái sự sáng tạo của bạn Huy Hoàng so với các bạn khác, là bạn đi theo một cái điểm nhấn riêng cho cái sản phẩm của mình. Và một cái rất là hoan nghênh nữa, đáng khen nữa là tất cả chức năng của bạn đều hoạt động tốt. Ở đây thì có lẽ là cái chức năng lật lật ảnh sẽ là cái chức năng khó nhất, thì cô mới thấy hai bạn làm được, còn lại hai bạn chưa làm được chức năng đấy. Cái đấy là cái mở rộng để các bạn tìm hiểu thêm. Cái này cô thấy bạn Nhật làm tốt nhất. Thế nào thì nó chỉ lật được một lần cũng không sao, lật được là đã tốt rồi. Còn cái lúc mà làm nào để lật được mọi là chỗ thì chúng ta sẽ tìm cách xử lý fix lỗi sau. Rồi, như vậy thì với những cái chức năng mà Huy Hoàng đã trình bày và các bạn cũng đã nhìn thấy thì cô rất là tuyên dương cái sản phẩm của Huy Hoàng. Chúc mừng Huy Hoàng đã báo cáo thành công sản phẩm sáng tạo của mình nhé. Và bài của bạn cũng có rất nhiều sự sáng tạo trong đó. Rồi cô chúc mừng Huy Hoàng.